Cũng đâu có thiếu thốn gì đâu chị, nhưng mà nếu mà được thì muốn có bồ á chị. Muốn có bồ á chị. Tại em không có bồ nên là em sẽ ở nhà chơi với chị hoặc là đi ra ngoài chơi với chị thôi ạ. Đi chơi với bạn bè hoặc là ở nhà chơi vậy thôi, bình thường. Dạ, năm nào cũng trúng thi học kỳ. Thì mình là người có đạo nên ngày Noel thì mình đừng đi nhà thờ. Sau đó thì đi ra đường phố chơi một chút xíu rồi về thôi. Những năm vừa rồi là đi với bạn bè, về này với lại bồ nữa. Bồ của bạn đó. Bồ của bạn đó. Bồ của bạn đó. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Mình thỉnh thoảng mình hay tin này. Hồi nhỏ thì có, bây giờ thì không. Thì đến lớp mấy thì bạn không tin? Cấp 2. Chuyện đó thì mình nghĩ chỉ có trong truyền thuyết thôi. Không tin nó. Thật ra là có. Cái này là mình theo kiến thức mình biết thì ông già Noel là có thật. Đó là một người đàn ông có thật ở một cái vùng nước Bắc Âu từ xưa rồi. Và người ta sử dụng cái câu chuyện đó để khuyến khích cho cái chị nhỏ thôi, chứ không phải là người ta không có thật. Làm ngồi nhà ngồi chơi. Ông đi ngủ. Ngủ ạ. Ông đi mua quà và gói quà cho những ngày còn lại. Biết đâu là đi thu thập về thông tin đứa nào hư, đứa nào ngon. Chắc không, nhưng mà mình sẽ theo ông đi phát quà cho các bé. Dạ em lớn rồi chị ơi. Dạ đúng rồi. Mình nghĩ là mình sẽ được nhận quà đó. Không, em ngoan lắm chị. Nói chung là em chỉ biết đi học và về nhà thôi. Đi học và về nhà thôi. Mình đã được tặng một cái bánh kem sinh nhật bởi ông già Noel. Có lẽ là người yêu chứ. Mình ước vào được một chiếc máy tính. Một chuyến du lịch Hàn Quốc. Thôi em không có ước vật chất đâu. Tại vì cũng đâu có thiếu thốn gì đâu chị. Nhưng mà nếu mà được thì muốn có bồ á chị. Chắc ông leo cửa sổ không vô? Ý là mấy người mà tin về ông già Noel thì thường nếu mà họ muốn thì họ để cửa cũng được, chứ không mới đi vô bằng cửa chính. Chứ không ông đâu biết chui vào đường nào đâu. Cửa trước hay chơi vô hẳn vô nhà? Đi cửa chính chị. Đi cửa chính. Thì cũng có một hai lần thôi, nhưng mà không có quà đó là không treo nữa. Có một lần hồi nhỏ xíu, hồi đấy chắc em học lớp 1 hay lớp 2 gì đó. Em cũng có treo vớ lên và sáng hôm sau thì chẳng có gì hết. Chẳng có gì hết. Thật ra là có. Ngày nhỏ thì mình cũng tin mà. Và những câu chuyện kết quả là không có gì hết. Mất luôn cái vớ luôn. Mẹ dọn đi mất. Em chỉ thấy là Giáng sinh thì crush của em vẫn chưa có bồ, nên em mong là crush sẽ biết em đang crush người ta. Chúc ba mẹ vẫn mạnh khỏe và sống cùng với mình tới bây giờ. Mình sẽ chắc là gửi cho gia đình của mình trước. Giáng sinh sắp tới thì chúc gia đình luôn mạnh khỏe, có nhiều thành công thôi. Gửi lời chúc tới tất cả mọi người đang là sinh viên và học sinh, thì chúc mọi người có ngày Giáng sinh vui vẻ. Nhân dịp Giáng sinh sắp tới này thì con chúc ba mẹ có thật là nhiều sức khỏe. Sắp tới Tết đây thì con sẽ trở về với ba mẹ. Dạ, chúc các bạn nhỏ sinh nhật này vui vẻ. Dù sao mình vẫn muốn gửi lời chúc đến ba mẹ mình là người đầu tiên. Chỉ là chúc sức khỏe thôi, cũng giống như là nhân dịp cuối năm hoặc là đầu năm mới. Cái thứ hai đó là mình muốn gửi đến những cái người thương trước đây được tận hưởng Noel cùng với người mới. Và nói chung là chúc tất cả mọi người, nhất là những cái em trẻ, là giữ được cái ước mơ, niềm tin của mình, chứ không phải là
như vào cuộc sống bây giờ khó khăn quá.